Rồi, lịch học của chúng ta thì hôm nay hôm nay chúng ta học, chúng ta cố gắng là khoảng học xong cái môn này trước nghỉ lễ ha, trước nghỉ lễ thì có thể chúng ta học thêm một buổi nào đó trong tuần, ngày từ ngày học từ sau thì coi như là cơ bản là xong cái nội dung về môn phần thiết kế cài đặt mạng, phần về lập trình mạng thì ta học ngày 24 và một buổi nào đó nữa thì coi như là sẽ kết thúc luôn môn học chúng ta. Rồi tuần trước thì chúng ta đã nói về vạch đường động nha, dynamic routing, vạch đường động đó là cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ cho phép các router nó sẽ trao đổi thông tin với nhau và tự động nó sẽ thiết lập cái bản vạch đường. Trong trường hợp mà có nhiều đường đi thì nó sẽ lựa chọn một cái đường đi tốt nhất theo một cái tiêu chí nào đó. Vạch đường động thì nó chia làm hai nhóm là IGB và EGB. IGB thì dùng cho vạch đường cho các router bên trong một cái hệ tự quản, một cái hệ một cái AS ha, nôm na đó là các cái router ở trong thuộc quyền quản lý của một cái công ty nào đó, một cái tổ chức nào đó. Cái nhóm thứ hai là EGB. EGB là cái nhóm các giao thức vạch đường mà dùng để vạch đường giữa các router mà nó kết các AS với nhau. Thì trong nội dung môn học của chúng ta thì chúng ta chỉ nói về cái nhóm giao thức vạch đường là IGB. IGB tôi thêm vô cái một cái tài nữa. Đây. Nhóm IGB thì nó sẽ chia thành hai cái nhóm con dựa theo cái giải thực vạch đường. Nó là cái vector khoảng cách và cái nó kết trạng thái, nó kết trạng thái. Cái điểm cơ bản giữa hai cái nhóm giải thực vạch đường này đó là gì? Đối với vector khoảng cách á, thì các router á, nó sẽ không có cô tôi chưa xem màn hình không? Bây giờ ngoài nói gì chơi vậy? Mình chưa xem màn hình. Bây giờ lớp không thấy màn hình, không thấy lên tiếng trên ta. Thì đối với nhóm giải thực vạch đường mà vector khoảng cách ấy, thì các router nó sẽ nhận thông tin về các đường đi từ các router xung quanh. Và cái metric hay là cái chi phí để đi tới cái đường đi đó, đường đi đó nó hoàn toàn không biết về cái đường đi ở bên phía sau các router láng giềng của nó. Đổi phần mềm.
Ví dụ đối với cái giải thực là vector khoảng cách á, thì cái router R4 nó sẽ nói cho router R2 về cái đường đi. Nó nói rằng là nó sẽ có một cái đường đi tới cái nhánh mạng 192.168.4.0 và chi phí là 1. Thì điều đó giúp cho router R2 biết rằng là nó có thể đi tới cái nhánh mạng 192.168.4.0 thông qua R4 với tổng chi phí là 1 cộng 1 là 2. 1 cộng 1 là 2. Và cứ như thế thì cái thông tin về đường đi nó sẽ được lan truyền tới tất cả các router trong hệ thống mạng. Trong khi đó thì đối với cái giải thực vạch đường có cái trạng thái đó thì các router nó sẽ thiết lập cái bản đồ mạng nha, bản đồ mạng của hệ thống mạng bằng cách là nó sẽ trao đổi thông tin về các cái interface của nó, nghĩa là các nhánh mạng nào nó kết tới nó nha. Những thông tin này nó sẽ được chuyển tới tất cả các router đến khi nào mà tất cả các router trong hệ thống mạng đó nó sẽ có chung một cái bản đồ mạng, rồi sau đó thì tự mỗi router nó sẽ tính cái đường đi. Thì cái như đã nói ha, thì cái nối kết trạng thái thì nó sẽ cho phép là chúng ta nó có độ hội tụ nhanh hơn, có nghĩa là khi nào mà cái nhánh mạng hệ thống mạng chúng ta nó có thay đổi đó thì cái nhóm giải thực với các trạng thái nó sẽ giúp cập nhật cái bản vạch đường của các router nó nhanh hơn. Nhưng ngược lại thì nó sẽ đòi hỏi là nó dùng nhiều tài nguyên hơn, dùng nhiều tài nguyên hơn. Rồi, thì đó là cái hai cái giải thuật mà chúng ta đã nói từ trước. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về hai cái giải thuật vạch đường. Đầu tiên là ta nói về hai giải thuật vạch đường RIP, hay là ta đọc là AIP. AIP hay là RIP. Thứ hai đó là cái giải thuật EIGRP. Cả hai giải thuật vạch đường này thì nó thuộc cái nhóm đó là cái distance vector hay là vector khoảng cách. Thì đầu tiên thì ta nói về cái giải thuật vạch đường là RIP. Nó viết tắt là Routing Information Protocol. Đây là cái giao thức vạch đường chuẩn và nó thuộc nhóm là vector phân cách. Thì cái giao thức này thì nó dùng cái hop count để làm cái độ đo để lựa chọn các đường đi. Hop count đây là một cái số lượng router trên đường đi. Như thế thì cái đường đi nào mà có cái số lượng router ít hơn thì đường đó đường đi nó sẽ được lựa chọn. Thì đối với cái giao thức này thì cái đường đi tối đa nó sẽ có 15 hop, 15 router. Trong trường hợp mà nó nhiều hơn 15 router đó thì xem như là cái đường đi đó không không đi tới được. À, không đi tới được. Thì cái giải thực này nó có 3 phiên bản, phiên bản 1, phiên bản 2 nha. Phiên bản 1 và 2 thì dùng cho IPv4. Còn phiên bản NG viết tắt là Next Generation thì dùng cho IPv6. Thì thông thường ha, cứ mỗi 30 giây ha, cứ mỗi 30 giây thì các router mà nó hỗ trợ giao thức RIP á, thì nó sẽ gửi các cái thông điệp đối với các cái router láng giềng. Nó gửi thông điệp request tới router láng giềng để các router yêu cầu router láng giềng á, gửi thông tin về cái bản vạch đường của router láng giềng cho cái một router. Response là dùng để phản hồi cái request. Thì như đã nói thì giao thức RIP này nó có nhiều phiên bản, thì phiên bản mới thì nó sẽ có, chắc chắn là nó sẽ có nhiều tính năng hơn. Rồi, để cấu hình cái giao thức RIP nha, giao thức vạch đường động RIP trên các router thì khá là đơn giản. Đầu tiên là chúng ta có lệnh router,
lệnh này thì có tham số là cái tên của cái giao thức mà chúng ta muốn sử dụng. Tiếp theo là cái phiên bản của giao thức. Ta sử dụng cái giao thức VIP này, phiên bản là phiên bản 2 và lệnh version. Cái lệnh no auto summary này thì trong nội dung môn học thì ta không đề cập tới nó, coi như cái lệnh này ta cũng không cần dùng, hoặc là ta có thể dùng chấp nhận đó. Rồi quan trọng nhất là chúng ta sẽ có lệnh network. Lệnh network cho phép chúng ta là chỉ ra cái cạc mạng nào ở trên router sẽ được bật cái giao thức lên, giao thức bật tự động lên. Thì ví dụ như đây chúng ta thấy cái router R1 này thì nó sẽ có ba cạc mạng, ba cạc mạng. Thì lúc này chúng ta sử dụng cái lệnh network để chúng ta sẽ chỉ ra là cái cạc mạng nào nó sẽ được bật giao thức lên. Thì đối với giao thức VIP, lệnh network nó sẽ sử dụng, chúng ta truyền vào một cái địa chỉ IP. Và địa chỉ IP này là dạng lastful. Nó sẽ tương theo cái ba lớp ABC. ABC. Trong đó lớp A thì dùng 8 bit đầu tiên là mặt A mạng. Lớp B dùng 16 bit. Và lớp C là dùng 24 bit. Ví dụ như trường hợp mà chúng ta nhập vào cái lệnh network 10.0.12.0 thì tự động là cái địa chỉ IP này nó sẽ được convert trở thành là 10.0.0.0, trở thành một cái nhánh mạng của lớp A để bắt đầu bằng 10. Rồi. Tương tự như thế thì chúng ta sẽ sử dụng network là 1.2.16.0.0. Thì ví dụ khi mà chúng ta thực hiện lệnh network 10.0.0.0 thì lúc này cái router trên router R1 đó thì nó sẽ tìm coi cái cạc mạng nào của router mà thuộc nhánh mạng 10.0.0.0. Thì ở đây chúng ta sẽ có là hai cái cạc mạng này là 10.0.13.1 nha, 1 đây. Còn đây là 10.0.12.1. Thì cái lệnh này nó sẽ bật cái giao thức VIP nha. Tại vì hai cái địa chỉ IP này nó thuộc nhánh mạng là 10.0.0.0. Lý do là đây nó dùng cái chỗ lastful. Lastful. Nó dùng mặc nhiên là nó sử dụng cái mặt đại mạng là 20 là 8 bit nha, nên hai cái địa chỉ IP này thuộc thằng này. Thì hai cái cạc mạng được bật cái giao thức VIP lên. Tương tự như thế thì khi mà ta thực hiện lệnh là network 172.16.0.0 thì đây là cái địa chỉ IP một nhánh mạng lớp B, đúng không? Thì lúc này nó sẽ tìm coi là cái cạc mạng nào mà có hai cái phần thập phân đầu tiên hay là 16 bit đầu tiên là 172.16 thì ta bật cái giao thức VIP lên. Thì lúc này cái cạc mạng này nó có cái địa chỉ IP là 172.16.1.14 nè, 14, thì lúc này nó sẽ được bật cái giao thức VIP lên. Những năm na hai lệnh này thì lệnh đầu tiên là cho phép chúng ta bật giao thức VIP cho hai cạc mạng này, còn lệnh còn lại thì bật giao thức VIP cho thằng này. Tổng cộng là ba cạc mạng của router rồi một điều bật được cái giao thức VIP lên. Thì cái lệnh network làm gì? Thứ nhất là nói cho router là tìm các cái cạc mạng trên router đó mà có địa chỉ IP mà trong cái phạm vi của lệnh network đó. Sau đó thì nó sẽ bật cái giao thức VIP lên trên cạc mạng đó. Rồi nó thiết lập cái nối kết tới với những router láng giềng nha, và nó sẽ thiết lập cái đường bảo mật đường cho mỗi router. Cái lệnh network này thì ta dùng cho những cái giao thức sau thì cũng tương tự như thế.
Ví dụ khi mà ta thực hiện lệnh network 10.0.0.0 thì lúc này do cái lệnh network này là RESTful nên nó giả định là mặt nạ là 8 bit, thì lúc này nó sẽ tìm coi cả hai cái cạc mạng là hai cạc mạng này đều phù hợp với lệnh network này, do đó thì do thức RIP nó sẽ được bật lên trên hai cạc mạng hết. Và lúc này thì cái router R1 này nó thiết lập cái bản vạch đường nha. Tới cái hai cái router xung quanh, hai router xung quanh tương tự như thế ha. Chúng ta có lệnh network 172.16.0.0 thì nó sẽ bật cái giao thức riết cho thằng này. Chúng ta thấy á là đối với router R1 nè thì nó sẽ có là ba cái cạc mạng, trong đó hai cái cạc mạng á là sẽ nối kết với hai router R2, R3. Cái cạc mạng này thì nó không nối kết tới router nào cả, do đó thì cái R1 này nó sẽ không cần thiết là nó sẽ gửi những cái thông điệp của cái giao thức riết ra cái cạc mạng này. Nhiệm vụ giao thức riết là nó sẽ gửi thông tin tới những cái router láng giềng, mà cái cạc mạng này thì nó không có nối kết tới cái router nào khác, nên chúng ta có thể sử dụng lệnh bash interface kèm theo cái tên của cái cạc mạng, tên cạc mạng. Lệnh bash interface này nó sẽ báo cho router R1 biết là không không cần phải gửi cái các cái thông điệp của giao thức riết ra cái cạc mạng đó nữa. Những cái thông tin này về các cái nhánh mạng này nè nó vẫn được gửi tới các router khác nha, trong cái hệ thống. Rồi trong trường hợp nha, trong trường hợp mà cái router R1 này nó sẽ có một cái đường đi đường đi tới một cái default gateway nào đó, ví dụ nó sẽ có một cái cạc mạng nó kết ra internet, thì đây chính là cái default gateway của nó. Và để mà router R1 này nó thông báo cái thông tin về cái default gateway này đến tất cả những router khác trong nhánh mạng đó, thì chúng ta sẽ có cái lệnh là default information ở G này. Ví dụ như ở trước nè, chúng ta sẽ thiết lập một cái default luôn, default route, mở ra đi route, đây là bản đường tỉnh, đúng không? Ta thấy là đây là một default route là ra cái cạc mạng là 203.0.0.13.2 để đi ra internet. Thì lúc ta sẽ thiết lập một cái default route cho cái R1. Và lúc này để mà R1 đó nó nói thông tin này cho biết cái router khác đó mà muốn đi ra ngoài đó, đi ra internet đó, thì có thể đi qua cái cạc mạng này. Lúc này thì nó sẽ sử dụng cái lệnh là default information origin này, nó sẽ quảng bá cái thông tin về cái default route từ nó ra những tất cả router khác trong những mạng. Rồi đó là cái giao thức RIP ha. Cái giao thức thứ hai là giao thức EIGRP nha. EIGRP. Giao thức viết tắt là, đây là cái tên viết tắt của cái tên của giao thức. Thì đây là cái giao thức độc quyền của Cisco. Tuy nhiên hiện nay thì Cisco đã công bố cái giao thức này cho tất cả các nhà cung cấp khác. Giao thức này thì nó hoạt động nhanh hơn RIP ha, và nó không có giới hạn là 15 hop count như là giao thức RIP. Về mặt cấu hình cái giao thức EIGRP ở trên router đó thì nó cũng giống giống giao thức RIP thôi. Đầu tiên là chúng ta sẽ có lệnh router nha, kèm theo cái tên của cái giao thức nha, kèm theo là cái phiên bản. Rồi lệnh bash interface thì như nãy ta nói đó, là ta báo cho cái router là biết rằng là không cần phải gửi thông tin các thông điệp của giao thức ra cái cổng nào đó, thì cổng này nó không nói tới router nào hết nè, nên là chúng ta sẽ sử dụng là lệnh bash interface để chúng ta báo cho router R1 là không cần
không cần gửi các thông điệp của giao thức vào cái cổng này. Rồi. Cái lệnh quan trọng tiếp theo đó là lệnh network, cũng y chang như thức trước thôi. Thì tuy nhiên thì cái lệnh network đối với giao thức này á, thì nó hơi khác một chút xíu. Trong trường hợp á, trong trường hợp mà cái tham số của cái lệnh network á mà chỉ có cái địa chỉ IP thôi, như trường hợp cái lệnh này ha, thì cái cách hoạt động của nó giống như là cái lệnh network hồi nãy ta dùng ở trên giao thức RIP. Thì khi ta thực hiện lệnh network 10.0.0 này thì nó hiểu là lát full, nghĩa là mặt nạ mạng là 8 bit, thì nó tìm coi là tất cả những cái địa chỉ, những cạc mạng nào mà có địa chỉ IP mà nó bắt đầu bằng 10, nghĩa là 8 bit đầu tiên, giống như cái giá trị này nha. Nên hiểu là sao, là nó tìm tất cả những cạc mạng nào có cái địa chỉ IP mà 8 bit đầu tiên, 8 bit đầu tiên là cũng là phần thập phân đầu tiên, giống như cái địa chỉ IP trong cái lệnh này, thì bật cái giao thức lên. Thì ở đây chúng ta thấy có là hai cái cạc mạng này có địa chỉ IP bắt đầu bằng 10, thì lúc này lệnh này cho phép là chúng ta bật cái giao thức lên hai cạc mạng. Rồi, cái lệnh thứ hai nó khác một chút xíu. Lệnh thứ hai là khác chút xíu. Lệnh thứ hai thì ngoài cái địa chỉ IP thì chúng ta sẽ có một cái tham số thứ hai. Cái tham số thứ hai này ta gọi là cái view card mask. View card mask là gì? View card mask thì cơ bản nó giống như nó là cái cách viết ngược của subnet mask thôi. Subnet mask hay là mặt nạ mạng đó, thì giúp chúng ta chỉ gì, chỉ ra là bao nhiêu bit là phần mạng, đúng không? Bao nhiêu bit viết đầu là phần mạng. Khi có cả má thì cách viết ngược lại thôi. Thì ở đây ta nhìn ta hiểu thế này, ví dụ như là chúng ta sẽ có cái hồi nãy trong lệnh network của chúng ta là người ta biết thế này, lệnh network có slide phía trước tôi ngược lại nha, 172.16.1.0, tụi cơ bản là 0.0.0.0.15, đây đây là cái lệnh network, cái tham số đầu tiên là 172.16.1.0 và cái view card mask là 0.0.0.0.15. Cái view card mask này nó ý nghĩa là gì? Là nó sẽ tìm coi những địa chỉ, những cạc mạng nào mà có địa chỉ IP giống với bao nhiêu bit, nên nói lại cho dễ hiểu nè. Thứ nhất nha, là view card mask á, nếu như trường hợp bit của view card mask là bằng không, bằng không thì bắt buộc là phải giống, còn bằng một là không cần. Thì ở đây chúng ta thấy là cái việc cạc mask là không, không thì nghĩa là 8 bit đầu tiên là không, như thế là 8 bit đầu tiên là phải giống, giống như cái địa chỉ, cái tham số thứ nhất của lệnh network. Tiếp theo lại không nữa, như thế 8 bit tiếp theo cũng là phải giống, 8 bit theo cũng giống, và cái số cuối cùng á là 15. 15 có nghĩa là 4 bit sau là 1 nha. Đây là 0 nè, cộng hay là 1 nè, đúng không? 2 4 8 cộng là 15 nha. Như thế 4 bit đầu này là 0. Thì tổng cộng ở đây là ta có là 8 nè. 8 nè. 8 nè và 4. Có nghĩa là cái lệnh này, cái cú pháp là 0.0.0.15 là nó chỉ ra chúng ta là bắt buộc là 20 8 bit phải giống nha. Thì nó sẽ tìm coi ví dụ như cái cạc mạng của router R1 thì nó có địa chỉ là 172.16.1.14, thì nếu như cái địa chỉ IP này mà 28 bit đầu tiên nó giống với cái địa chỉ IP này thì cái giao thức sẽ được bật lên trên cái cạc mạng này, cạc mạng mà có địa chỉ IP này.
thì chúng ta thấy là ta đổi ra những phân nha, ta không cần đổi đâu, bảy một với hai, với hai là giống vậy, giờ tám bit giống nè, và 16 giống 16 nè, nên 8 bit nữa giống nè, không đây một giống một nên là 8 bit nó giống nè, chỉ có số cuối thôi, thằng này là không thì nó là 8 bit không, còn thằng này là 14 thì nó là 4 bit không, 3 bit một. Thì ở đây chúng ta thấy là 4 bit tiếp theo là giống, không thì thêm 4 bit nữa nha, như thế là tổng cộng là 28 bit giống. Như thế là cái địa chỉ 172.16.1.14 này nó phù hợp với cái lệnh network. Một bảy hai mười sáu chấm một chấm không view cặp mát là 0.0.0.15, thì do đó thì nó được bật cái giao thức lên. Anh nói tóm lại ha, ta coi lại cái lệnh network. Lệnh network á, giúp cho chúng ta biết rằng là giúp là báo cho router biết rằng là cái cạc mạng nào của nó sẽ được bật cái giao thức lên. Thì trong đó cái WCAG mask là chỉ số bit phải giống. Còn cái so sánh là cái địa chỉ IP phía trước này. Thì đây 0.0.15 thì trong WCAG mask á, cái bit nào là 0 thì là bắt buộc phải giống. Còn bit nào là 1 á thì không cần giống. Như thế ở đây để tôi chỉ ra thì là 28 bit đầu tiên sẽ phải giống. Như thế thì ta sẽ tìm tất cả những địa chỉ IP nào mà có 28 bit đầu tiên trùng với cái địa chỉ IP này thì nó sẽ bật lên. Thì hồi nãy ta thấy là cái thằng 172.16.1.14 nó sẽ được bật lên. Ví dụ bây giờ cái lệnh network đó mà chúng ta không để là 0.0 cái việc cộng má đó, không phải là 0.0.0.15 nữa mà là 0.0.0.7 nha. Chấm 7 thì ở đây là tổng cộng là ta có 29 bit không nha, nghĩa là phải tìm cái địa chỉ IP nào mà 29 bit đầu tiên nó giống như địa chỉ IP này. Thì trong trường hợp này thì cái địa chỉ IP là 172.16.1.14 nè, thì 28 bit nó giống, 28 bit đầu tiên nó giống, nhưng cái bit cuối cùng, bit hành chính nó không giống. Do đó thì lúc này là cái địa chỉ IP này không thỏa cái điều kiện của network, do đó thì nó sẽ không được bật cái giao thức lên ở trên router. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ thực hiện lệnh network ha. Một sáu tám chấm không chấm không chấm không VCAG mask là 7.255.255. Ta xét coi địa chỉ IP này nó thỏ cái lệnh này không nha. 7 thì có nghĩa là 3 bit sau là 1 nè, không 5 bit đầu là 0, còn 255 thì tất cả đều là 1 hết. Thì nguyên tắc ta nói ha, VCAG mask thì bit nào là 0 thì bắt buộc phải giống. Như thế là tìm tất cả, như đây là 5 bit 0, đúng không? 5 bit 0 thì nó sẽ tìm tất cả những địa chỉ IP nào mà có 5 bit đầu tiên trùng với cái địa chỉ này thì sẽ được bật cái giao thức lên. Giờ ta xét trường hợp là cái địa chỉ IP này 172 thì đổi ra những phần là 10101100, không? Cái phần sau này chúng ta không cần quan tâm, tại vì cái quy cầu mát thì nó chỉ bắt buộc là trong trường hợp của máy này thì bắt buộc là 5 bit đầu tiên là giống thôi. Thì đây là giống ha. Giống thì lúc này là với cái lệnh này thì lúc này cái cạc mạng này nó được bật lên, bật giao thức lên. Rồi các lệnh còn lại thì trên cái giao thức EIGRP thì nó cũng giống như là cái nhận thức riết thôi, không gì khác hết. Thế có một số câu trắc nghiệm ha. Router R1 và router R2 cả hai đều sử dụng ra thức riết để chia sẻ cái đường đi. Router R1 có một cái default route internet mà chúng ta muốn là chuyển cái thông tin đó tới R2 thì cái lệnh nào ta sử dụng, thì cái lệnh nó là lệnh là trên R1 ha, thực hiện lệnh là default
information originate, thì cái lúc này cái default route cho R1 đó, nó sẽ gửi tới R2. Trên R2 tôi thực hiện lệnh này thì nó không có ý nghĩa gì, tại vì R2 nó không có default route, thì cái thông tin nó sẽ không được chuyển tới R1. Ta có cái router R1, nó sẽ có một cái cạc mạng có địa chỉ là 172.20.20.17 và một cạc mạng là 172.16.20.12. Lệnh network là sau đây sẽ bật cái giao thức EIGRP trên cả hai cạc mạng. Thì trong cái câu đáp án này là câu A đúng nha. Tại sao câu A đúng thì lúc chúng ta sẽ quay lại sau, ta loại bỏ ba câu chuyện trước nè. Thì lệnh network khi mà chúng ta thực hiện mà nó có cái quy cộng mát như thế này, quy cộng mát này có nghĩa là 8 bit đầu tiên, 16 bit đầu tiên là không hết, không thì bắt buộc là sao, là nó sẽ cái lệnh này đó, nó sẽ bật cái giao thức lên trên những cạc mạng nào mà có 16 bit đầu tiên trùng với cái địa chỉ này, nghĩa là hai phần tập hợp đầu tiên phải là 1.216. Mà cả hai cạc mạng này, một thằng là 1.220, còn một thằng là 1.226, nó không phải là 1.216, nên cái lệnh này nó sẽ không bật cả hai cái cạc mạng luôn. Rồi, như cái lệnh này là cái lệnh này không đúng rồi đó. Cái lệnh tiếp theo nha, lệnh tiếp theo lệnh tiếp theo thì khi việc cột mát chúng ta là không không, đây là 8 bit nè, 8 bit nè, 127 nó chính là không, nhà 7 số sau là 7 bit 1 nha, 7 bit 1. Như thế là có nghĩa là nó sẽ tìm cái cạc mạng, ở đây là nghĩa là 17 bit, đúng không? 17 bit thì nó sẽ tìm những địa chỉ IP nào mà 17 bit đầu tiên, 17 bit đầu tiên là trùng với địa chỉ IP này. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái địa chỉ IP đầu tiên nè, là 172.20, đúng không? 20.17. Và địa chỉ mà chúng ta so sánh nó là 172.20.0.0 nha. Rồi thì đây hai này giống nhau là được 16 bit rồi, 16 bit rồi, không chấm ở đây thành không là nghĩa là 8 bit 0 nha, đây số 0 là nghĩa 8 bit 0, không 8 bit 0, còn 20 đó là 20 là 16 với 4, không? 16 với 4. 4 là 2 mũ 2. Thấy không? 2 mũ 2, 2 0, 1 2. Và 2 mũ 4. Ha. Nên địa chỉ số 20 ta đổi là gì? Phân là thế này. Thì ta thấy là tiếp tục là bit số 17 nè. Vẫn giống. Như thế là cái lệnh này nó sẽ cho phép chúng ta là bật cái cạc mạng có địa chỉ IP này lên. Nhưng mà nó không có bật cái cạc mạng là 172.26, phải không? 172.26, tại vì bắt buộc là phải 17 bit đầu tiên là phải giống, nhưng mà thằng 16 bit đầu tiên nó là 1.20 rồi, còn này 1.226 thì nó không bật này lên nha. Vì cái lệnh C này nó chỉ bật cái cạc mạng này thôi, còn cạc mạng này là không bật, do đó thì nó cũng không phải là đáp án đúng. Rồi. Lệnh này thì sao? Nha. Lệnh này thì cái việc cột mát này là 8 bit 0 nè. Còn 3 có nghĩa là gì? 0 0 0 0 0 0 1 1 nha. Vậy là thêm 6 bit 0 nữa. Nha, vậy là cái lệnh này có nghĩa là địa chỉ IP nào mà có 14 bit đầu tiên trùng với cái giá trị này thì được bật lên.
bật lên. Thì hai 1,20 là 16 bit rồi. Thằng này 1,20 là 16, nghĩa là 16 bit đầu tiên của thằng này sẽ trùng với 16 bit đầu tiên của thằng này. Thì nó nhiều hơn 14 bit rồi phải không? Như thế là cái lệnh này nó cũng bật luôn cái cạc mạng này lên. Nhưng mà trường hợp này thì sao? Trường hợp này sao thì chúng ta phải xét đây. Ta có thằng là 172 đúng không? 20 chấm không chấm không nha. Còn hệ là 172 26 20 12. Thì đầu tiên là 8 bit trùng rồi nè. Nha, 8 bit trùng. Chỉ là cần thêm là xem 6 bit trùng nữa, tại tổng cộng đây là 14 bit trùng mà. Thì 26 không 20 thì nãy là chúng ta thấy là nó là gì, không 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 đúng không, hai mũ 20 là 4 đúng không, 4 với 4 với 16 là 16 là 24 nha. Còn 26 thì chúng ta chính là 16 cộng 8 không, 16 cộng 8 8 là 23 không, 23 và 24 nữa là 16 không, 16 cộng với 16 mà cộng với 8 là nhiêu, 16 có 24 mà chúng ta thêm 2 nữa không này nha. Rồi ở đây 8 bit đầu tiên là giống rồi, như thế bắt buộc là phải 6 bit sau mới giống nữa. 6 bit sau là đây, 6 bit sau là đây thì thấy là không giống rồi nha. Không giống không, không giống, nên cái lệnh này nó sẽ không có bật cái giao thức này lên luôn, thì lại không bật cái JB lên luôn. Như thế là ba câu này sai hết nha, ba câu này sai hết. Thì nếu suy luận ra thì câu A này đúng. Người ta sao câu A này đúng thì ta đơn giản ta tính thôi. Ở đây là yêu cầu bác là 127 255 255. 127 là nghĩa là gì? Là bit đầu tiên bằng 0, 7 bit sau là 1. Đúng không? 255 là 1 hết. Như thế là chỉ cần một bit đầu tiên giống như địa chỉ IP này nha. Thì sẽ bật cái giao thức cho các mạng. Thì cả hai thằng này nó đều 172 á, thì chắc chắn 172 thì cái bit đầu tiên phải là bit 1 rồi, tại bit đầu tiên là 1 thì nó mới được 128. Thằng 128 thì nó là cái bit đầu tiên nó là thế này. Này 128 thì cái đổi ra nhị phân nó là 1 và 7 số 0 nha. Còn 172 thì chắc chắn là cái bit đầu tiên nó cũng phải là 1. Đúng không? Thì nó cộng thêm phía sau nữa nó tăng lên nhiều hơn 128. Do đó là cái lệnh này nó sẽ bắt buộc nó sẽ bật luôn cái giao thức GIB trên cả hai các mạng. Cái bài này giúp chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của quy cầu mạc ha, quy cầu mát ha. Nha, thì đây là dưới đề ải các bạn, cái câu A đúng nè. Rồi, những phần còn lại thì nó không có vấn đề gì. Rồi, tiếp theo thì ta nói về cái giao thức OSPF. OSPF nó cũng là một cái giao thức bật đường động. Tuy nhiên nó là thuộc nhóm mà vector phản cách, thì nói là nó có trạng thái nha, nhóm state là nó có trạng thái. Còn thằng grip và EIGRP thì nó thuộc là vector phản cách mà ta vừa nói qua. Thì trong trường hợp
mà một cái giao thức vạch đường mà sử dụng dây thực là nó có trạng thái đó, thì như đã nói thì cái router nó sẽ truyền tải cái thông tin về các cái cạc mạng của nó nha, hay nôm na chính xác hơn là các nhánh mạng mà nó kết tới đó, tới những cái thằng xung quanh. À, những cái thông tin này nó sẽ được truyền đến tất cả các cái cạc mạng trong hệ thống, đến khi nào mà tất cả các router nó có cùng một cái sơ đồ đó cách mạng, thì lúc này mỗi router nó sẽ tự động độc lập tìm ra được cái đường đi tốt nhất tới một cái tới từng nhánh mạng. À, thì cái giao thức này nó sẽ cái nhóm giao thức này đó thì nó sẽ có cái độ hội tụ nhanh hơn, như là nó sẽ phản ứng nhanh hơn đối với những cái sự thay đổi của hệ thống mạng. Thì một cái ví dụ điển hình của cái giao thức nó có trạng thái đó là chúng ta sẽ có thằng là OSPF nha, OSPF. Thì cái giao thức này sau khi mà các cái router nó tìm được cái sơ đồ mạng rồi, nó tìm được cái nó xây dựng được cái bản đồ mạng rồi đó, thì lúc này mỗi router nó sẽ sử dụng cái giao thức Dijkstra để nó tìm cái đường đi ngắn nhất. Dijkstra là cái giao thức trên cái lý thuyết đồ thị đó, cho phép chúng ta là tìm cái đường đi ngắn nhất trên đồ thị. Thì lúc này chúng ta coi như là mỗi cái router này chính là một cái node trên đồ thị, và một cái đường đi chính là một cái cung của đồ thị. Chúng ta sẽ tìm đường đi ngắn nhất từ một cái node này đến tất cả các node khác. Thì hiện nay thì chúng ta có hai cái giao thức phổ biến ha, mặc dù là ba cái, nhưng hiện nay thì giao thức phiên bản 2 á, OSPF á, thì dùng cho IP4, còn OSPF 3 đó thì dùng cho IP6. Trên mỗi router mà sử dụng cái giao thức OSPF đó, thì nó sẽ có một cái database nó gọi là cái NSDB. Cái database này nó có nhiều cái trường thông tin nó gọi là cái LSA. Một cái LSA này nó sẽ chứa thông tin về một cái nó kết mạng nào đó trên cái của router. Ví dụ như nó chứa thông tin là cái chi phí tới cái mạng này là bao nhiêu nha. Thì cái database này nó sẽ bao gồm nhiều cái NSA, và giữa cái database này thì cái router UR4 là nó có cái database, thì dựa vào cái database này nó sẽ xây dựng được cái sơ đồ mạng nha, bao gồm 4 router như thế này, và tự động nó sẽ sử dụng các cái giải thuật lý thuyết đồ thị để nó tìm đường đi ngắn nhất tới các cái nhánh mạng trong sơ đồ mạng này. Thì đối với giao thức OSPF á, trong trường hợp mà cái hệ thống mạng ta lớn có nhiều router thế này, thì có thể là người ta sẽ chia nhỏ nó ra thành từng vùng, từng cái area, từng vùng thế này để tăng tốc độ xử lý. Ví dụ ta gom đây là một vùng, và ta sẽ có một cái area, một cái vùng backbone xương sống để nó kết ba cái vùng lại với nhau. Thì tất cả những router mà nó trong một cái vùng nào đó thì nó sẽ chia sẻ cùng cái sơ đồ mạng, cái bản đồ mạng hay là cái đồ thị đó. Thì trong cái nội dung môn học của chúng ta thì chúng ta chỉ sử dụng cái giao thức OSPF này trong một cái vùng thôi, một cái thôi. Còn khi mà liên dùng thì đó là một cái nội dung khác ha, ngoài cái phạm vi môn học của chúng ta. Như chị học môn CCNP rồi đó thì nó có thể là nói thêm. Thì khi mà chúng ta về việc cấu hình cái giao thức OSPF á, thì nó cũng cơ bản giống như là cái giao thức EIGRP. Chúng ta cũng sử dụng lệnh network. The network kèm theo cái việc mask, nó chỉ thêm một cái tham số, nó là cái area. Thì ở đây như đã nói thì trong cái mô hình của chúng ta thì chúng ta chỉ xét là vạch được trong một cái vùng thôi, một cái area thôi, nên tất cả là ta sẽ dùng cái không nha. Nên cái tham số cuối cùng này mặc nhiên là area không. Chúng ta chỉ thay đổi giá trị của cái GIP và cái quy mask để chúng ta chỉ ra rằng là
cái cạc mạng nào trên router sẽ được bật cái giao thức lên. Thì lúc này cái lệnh này thì nên hoạt động y chang như là cái giao thức VIGRB. Y chang. Tới đây các anh chị có thể có cái câu hỏi. Ví dụ như bây giờ tại sao chúng ta phải làm các gói thế này? Chúng ta không viết cái lệnh, ví dụ như ta viết lệnh là network. Rồi 10.0.0 phải không? Rồi để 255 255 4255. Thì lệnh này nó cũng cho phép chúng ta bật. Xóa lại cái gì vậy đây? Như tôi viết lệnh này nè, nếu nguyên cặp má chúng ta viết 255 hết thì cái số viết càng giống là như là không, nên điều này có nghĩa là cái giá trị trước này không có ý nghĩa gì hết, nên nghĩa là tất cả các cái cặp mạng của router R1 này sẽ được bật cái giao thức lên. Chúng ta không cần phải viết rắc rối như thế này nha, cái gói như thế này phải ba lệnh. Nhưng cái điều này viết cái này là nó bị dư, ví dụ sau này ta có một cái cặp mạng nào khác không mà chúng ta không muốn bật cái lên, không muốn bật cái giao thức bật đường lên mà chúng ta sử dụng lệnh này thì tự động là cái mạng nó cũng phải bật lên nha. Nên là ở đây thì ta biết càng chính xác càng tốt. Rồi đó là về mặt cấu hình cái thức ở OSPF thì nó cũng tương tự như là cái giao thức EIGRP mà chúng ta vừa nói hồi nãy thôi. Các lực còn lại y chang. Trong cái tài liệu của chúng ta và cái video trên YouTube á, thì chúng ta còn hai cái này, hai slide nói về giao thức OSPF, nhưng nói về phần ngăn cao thì do cái thời lượng môn học của chúng ta thì cái phần ngăn cao của OSPF thì chúng ta tự tham khảo thêm. Rồi tới đây thì chúng ta đã đủ cái kiến thức để mà chúng ta làm cái bài thực hành 3. Bài thực hành 3 thì hôm trước tuần trước đó thì có gửi cho chị. Cái bài thực hành 3 thì ở cái câu 4 câu 5 á thì chúng ta sẽ cấu hình cái giao thức OSPF. Câu 4 là OSPF và câu 5 là EIGRP, thì câu 5 chúng ta không cần làm nên chỉ thích thì làm thôi. Chúng ta đã nói xong cái giao thức OSPF rồi thì ta có thể xem cái video hướng dẫn để ở đây ta chỉ cần coi tới phút 13 thôi ha. Phần sau để nâng cao. Ta làm tới cái phút 13 thì chúng ta sẽ nâng cao với quảng cáo gì đó, tôi nhớ những quảng cáo nha, thì ta coi tới phút 13 thì ta sẽ hoàn thành được cái bài câu 4 này thôi. Thầy ơi hướng dẫn lại cái lắp cái câu 4 á thầy, tại em sao em nhập vô nó không không có làm được thầy ơi. Alo, Thầy anh chị nói chứ mới nói được cái nghe câu tôi 4 đó. á thầy. Thầy hướng dẫn Hoàn thành được xíu. câu 4 em làm em nhập vô nó không có chạy thầy ơi. À, anh chị nào có câu hỏi gì đó tại tôi bật cái loa bên kia không nghe rõ chị nói lời tôi. Alo, Thầy ơi hướng dẫn câu số 4 thì thầy, tự vì em làm á thầy ơi, em làm chạy nó chạy không được. dạ không được là cụ thể nó lỗi sao chị? Dạ ngay chỗ chỗ nét chấm chấm số 1 thôi nhỉ thầy, nên em nhập nó không có chạy giống như cái video hướng dẫn thầy ơi.
chị hỏi nói như thế có chị lấy ví dụ như trường hợp mà chị làm chỗ nào lỗi đó thì chị show lên người tôi sẽ hướng dẫn thì chỗ đó, chứ bây giờ mà làm từ đầu thì đâu có được, đâu có thời gian. Như tới chỗ nào mà chạy không được đó thì show màn hình hay là chụp lại chỗ đó gửi cho tôi coi ha, chứ bây giờ tao làm lại từ đầu đâu được. Nó share lại cái màn hình. Sao không thầy, tại vì em làm cái máy ở chỗ em là đi làm á, nên máy ở nhà em không có làm nên không có xô được thầy ơi. Hoặc là chị chụp cái lệnh nó lại chị gửi qua mail cho tôi thử nha. Dạ. Có này tôi đứt lộn cái video này. Được chưa, phải không? Thầy, dạ em gửi rồi đó thầy. Phải cái lệnh này tới chỗ này không? Dạ cái lệnh á thì làm được hết, nhưng mà cái phần ngay chỗ mà không không bật cái giao thức lên đó thầy, rồi set 3 rồi 444 on fast internet á, thì nó không lên được cái câu đó. Còn ngoài ra thì làm được hết, nhưng mà nó không có lên được cái câu đó thầy. Mà nó không lên được câu đó thì nó không làm được câu hiển thị routing table. Rồi chị cứ gửi cái vướng mắc cho chị qua email đi, tôi coi tôi sẽ trả lời cho. Gửi email đi, gửi chat thì chị gửi qua mail của tôi nha. Màn hình này là đố đố giáo viên nhìn thấy được. Rồi cứ tiếp tục xử lý cái lệnh đó đi, biết thầy chưa? ơi cho em hỏi ngay chỗ là cái nét mà nét á chấm một chấm hay là l chấm cho thầy, mà sao em nhập nó cũng không bị lỗi, nó không có ra thầy. Mình có chữ L ở đây thì lệnh net network này, thì lệnh này là chữ net là viết tắt của chữ network nè, phải không? Thì tiếp theo sau đó là phải là cái địa chỉ IP chứ, thì nó phải số 1 chứ sao chữ L được, À, phải không? sao em thấy có số 1 hay số dấu chấm vậy thầy? Có cái trong cái like trong video hướng dẫn đó thầy. Chắc chắn sao cái lệnh network là cái địa chỉ IP nên cái số chỉ là số 1 chứ không phải là số chữ L được, phải không? Phải lệnh này không? Một hay l gì cũng không ra thầy. Không Không ra không, lần. không phải lệnh đó thầy. Nét một chấm. Lệnh nào? Sao biết lệnh này phải không? Lệnh nào? Cho tôi cái lệnh đó đi.
Bài thực hành của chúng ta là bài bài ba phải không? Thầy ơi, mạng em yếu quá, em chưa có gửi cho thầy được nữa thầy. Gửi qua email đi rồi tôi coi tôi trả lời qua email cho chị nha. Em gửi bài em luôn hả thầy? Gửi Tại cho cái bên cái nó gửi map chứ Cisco đó. chị chỉ cần gửi cái chỗ nào lỗi đó, chị chụp hình cái lệnh nào nó bị lỗi đó, chị chụp lại cái màn hình đi rồi gửi qua email cho tôi, chụp cái hình lỗi á lúc nó báo lỗi đó rồi gửi qua email nha. Dạ. Đây bạn này bạn làm câu 4 nè, bạn này trình bày khá là tốt nè, bạn từ SPF nha. Ví dụ giờ chỗ nào chị làm chỗ nào lỗi đó thì chụp cái màn hình lại nha, chụp cho rõ ngay trong cái chỗ báo lỗi đó rồi gửi qua email rồi tôi sẽ coi cái hình tôi sẽ giải đáp nha. Chứ bây giờ chẩn đoán bệnh từ xa sao biết đường mà trả lời đúng không, nên cái chị làm chỗ nào lỗi thì có thể là chị chụp hình gửi qua email tôi sẽ trả lời cho chị ha. Chứ bây giờ nói gì sao đâu có đoán được chỗ nào. Đây bạn này bạn làm ok hết nè, nó chạy thành công hết nè. Thì các chị làm thì có thể chắc chắn là có thể bị lỗi gì đó, thì trường hợp mà chỗ nào nó bị lỗi đó anh chị chụp lại cái chỗ lỗi đó ha, rồi chị gửi qua mail cho tôi rồi tôi sẽ trả lời qua email cho chị. Chứ còn phải biết được cái hình dáng cái lỗi chỗ nào thì mới trả lời được, chứ giờ đâu có chuyển đổi từ xa được được không. Hello. Các bạn này nói đúng nè, nét một là cái chừng là người ta gõ lệnh sai người ta gõ lại đó nè nha. Có kỹ chút xíu ha, cái chừng nghe có thể là vô chút thường thường mấy video có thể là cái tác giả người ta gõ cái lệnh sai cái rồi người ta gõ lại đúng á, mình coi cái lệnh đúng nha, đúng nha. Thì thường thường cái đó chị không chú ý là chị gõ nhầm lệnh sai đó. Rồi rồi vậy ha, cố gắng làm tiếp. Chúng ta đi tiếp nội dung tiếp theo. Nội dung tiếp theo thì là ta nói về IP6. Học ngành công nghệ thông tin thì học từ xa nó cũng hơi vất vả cái chỗ là mấy cái bài thực hành ha, chúng ta phải cố gắng thôi chứ cũng không biết cách nào. Ngoài ra thì môn học của chúng ta thì có phần là tôi thấy cũng quan trọng hết trơn á, đáng lẽ là dạy cái môn này là có 15 tiết lý thuyết với 2 mấy tiết thực hành đó, mà được cái là thực hành chúng ta có video hướng dẫn nên tôi cố gắng là dành thời gian để nói tiếp. Thầy Cái gì em gửi đó lại được không thầy? chị gửi đi rồi gửi qua email giùm tôi đi rồi sáng mai thì tôi sẽ trả lời cho chị ha, và dành thời gian để nói lý thuyết cho nguyên lớp nha. Dạ. Chứ giờ để mấy bạn kia đợi thì nó cũng kỳ được chưa. Chị gửi qua email đi rồi sáng mai gì đó tôi rảnh tôi sẽ trả lời cho chị ha. Còn thời gian này tôi để tiếp tục là tôi nói về lý thuyết cho lớp, nói về lý thuyết ta còn nữa nha. Rồi nội dung tiếp theo thì ta nói về IP6 nha. IP6 thì trong cái chương trình đào tạo của chúng ta thì chắc chỉ có môn này, chỗ phần này là nói về IP6 thôi. Và hiện nay IP6 thì cũng sử dụng là khá phổ biến nên chúng ta cũng dành thời gian nói về nó. Các câu hỏi là có IP5 hay không nha. Thì hiện nay thì chắc chắn là tôi biết rồi, phiên bản IP nó sẽ có 2 phiên bản là IP4 và IP5. IP4 và IP5. Xin lỗi, IP4 và IP6. IP4 và IP6.
những câu hỏi là có IP5 hay không nha. Thì thực tế á, là chúng ta sẽ có một cái giao thức gọi là Internet Stream Protocol nha. Giao thức này được phát triển vào những năm 70 nha, nhưng mà nó không được người già sử dụng nha. Và thực tế nó cũng chưa từng được gọi là IP5, nhưng mà trong cái trường version, trong cái header của nó đó, trong cái gói tin đó, nó có trường version. Thì trong trường version nó chiếm giá trị là 5 nha. Do đó thì cái phiên bản tiếp theo của IP4 á, thì người ta dùng luôn là số 6 để tránh trùng với cái thằng này nha. Thì đó là cái lịch sử về IP4 và IP6, IP5 thì coi như ta nói là nó không có đưa ra sử dụng thực tế. Rồi, hệ 10, hệ 10, hệ 10 phân, hệ thập phân, hệ 16 thì chúng ta đã biết qua rồi, ta không có nói thêm là chỗ này. Lý do tại sao mà chúng ta cần IP6? Thì lý do chính là tại vì IP4 nó không đủ địa chỉ. 24 nó không đủ địa chỉ. IP4 độ dài là 32 bit, nên tổng số địa chỉ là 2 mũ 32, nên phải là 4 tỷ 3 địa chỉ. 4 tỷ 3 địa chỉ thì ngày xưa người ta nghĩ là 4 tỷ 3 nó quá đủ rồi, nhưng thực tế bây giờ thì 4 tỷ 3 nó không đủ. Dân số thế giới là 8 tỷ rồi, phải không? Một người lại có nhiều thiết bị nữa, nhiều thiết bị nữa. Thì IP4 gặp vấn đề là thiếu địa chỉ, thiếu địa chỉ. Để giải quyết chuyện thiếu địa chỉ của IP4 á, thì chúng ta có kỹ thuật là chia mạng con và kỹ thuật NAT để giải quyết chuyện thiếu địa chỉ. Tuy nhiên là những cái giải pháp này đó thì gọi là giải pháp ngắn hạn. Còn cái giải pháp mà lâu dài để giải quyết chuyện thiếu địa chỉ của IP4 đó là người ta dùng IP6. IP6 thì nó có độ dài là 128 bit, không? Do đó thì cái tổng số địa chỉ chúng ta có thể có là 128. Thì đây là một con số nó cực kỳ khổng lồ. Và chuyện thiếu địa chỉ thì coi như không có đối với IP6. Địa chỉ IP6 thì nó là một dãy nhị phân 128 bit thôi. 128 bit 01 này, tất nhiên thì không ai mà nhiếc 128 bit 01 này thì hết nha. Và không giống như IP4. IP4 thì khi ta viết là viết dạng thập phân, bao gồm 4 con thập phân 2192, 168, 1, 10. Còn đối với IP6 thì nó sẽ không viết bằng thập phân, mà nó viết bằng hệ 16 hay thập lục phân. Và nó sẽ chia thành một nhóm 4 con, 4 con thập lục phân nha. Mỗi con thập lục phân là 4 bit, đúng không? Nhưng một nhóm này là 16 bit. Như thế nó có 8 nhóm. 8 nhóm, như thế là tổng cộng là 128 bit. Nó sẽ có 8 nhóm, 4 con hệ 16 và cách nhau gần dấu 200. Trong slide này thì là các cái số AB, các chữ ABCDE đó. ABCDEF á. ABCDEF không? Thì người ta viết bằng là viết hoa, nhưng chính xác là IP6 á, thì các cái ký tự này nó viết đúng là viết chữ thường ha. Slide này viết hoa là chữ chính xác nha. Rồi, thì do là IP6 thì nó tới 128 bit, như thế là có trường hợp á là rất là nhiều cái số trong một cái IP6 đó là số 0. Thì người ta sẽ có cách viết ngắn gọn IP6 lại. Thứ nhất là những cái nhóm 4 con nào là có những số 0 bắt đầu thì ta sẽ bỏ những số 0 đó. Chẳng hạn như thằng này là 0DB8 nè, khi viết xuống thì ta có thể bỏ đi số 0. Thằng này là 00A thì chúng ta có thể bỏ đi số 0. Tương tự như thế. Đây là một cách để viết ngắn gọn lại. Tại vì một như thế thì ta nhìn vô nè, tại vì do cái nhóm này là mỗi nhóm là 4 con, mà đây có một con thôi thì có nghĩa là ba con đầu thì chẳng hạn là số 0 nè. Thì ba con thôi thì đây là
số 0 nha. Đó là cái cách viết rút gọn thứ nhất. Cái cách rút gọn thứ hai đó là nếu như chúng ta có nhiều bốn con số 0 liên tiếp nhau, nhiều nhóm bốn con số 0 liên tiếp nhau, thì chúng ta có thể loại bỏ đó và chúng ta thay thế bằng hai dấu hai chấm. Như thế ở đây ta sẽ có bốn cái bốn nhóm bốn con số 0, thì chúng ta sẽ có thể rút gọn lại bằng là hai dấu hai chấm như thế này. Và chúng ta có thể kết hợp cái cách rút gọn phía trên là chúng ta bỏ đi cho mỗi nhóm bốn số 0 đó, thì ta bỏ đi những số 0 đứng đầu, nên lúc này cái địa chỉ IP của chúng ta nó sẽ ngắn gọn là thế này. Từ cái địa chỉ đầu thế này thì nó sẽ thành địa chỉ ngắn gọn thế này. Ta lưu ý là trong trường hợp mà có nhiều nhóm bốn con số 0 mà không đứng kề nhau, ví dụ trường hợp này này, ta có ba nhóm bốn số 0 và hai nhóm bốn số 0, thì chúng ta chỉ được rút gọn một lần thôi, chúng ta không thể rút gọn hai lần thế này được nha. Tại vì ta rút gọn hai lần thế này thì ta, khi mà chúng ta viết đầy đủ lại á, thì ở đây là ba nhóm là hai nhóm không, mà ta rút gọn thế này thì ta còn khi ta đảo ngược lại đó thì chúng ta không biết ở đó là 3-2 hay là 4-1 hay là 2-3 gì nha. Do đó thì ta chỉ rút gọn được một lần thôi nha. Rút gọn được một lần thì như vậy là bỏ 3 12 số 0 này, 3 nhóm 4 số 0 này, nó còn lại là hình 2 dấu 2 chấm nha. Rồi. Trong đối với hai nhóm này thì lúc này ta chỉ rút gọn trong trong nhóm thôi, trong một nhóm thôi, nghĩa là bỏ đi 3 số 0 đầu tiên. Và ta bỏ đi 3 số 0 đầu tiên. Nha. À, lúc này cái địa chỉ IP chúng ta nó sẽ rút gọn thế này. Rồi, đó là cách rút gọn địa chỉ IP 6. Trên hình đó là một số ví dụ đấy về cách rút gọn. Thì đầu tiên đây là cái địa chỉ IP đầy đủ nè. Không, đây là địa chỉ IP rút gọn. Thì đầu tiên là ta tìm là những nhóm bốn số 0 mà kề nhau, những cái hai thằng này nó rút gọn thành là hai dấu hai chấm. Sau đó thì mỗi nhóm bốn con đó thì ta bỏ đi những con số 0 đầu tiên. Okay. Và thằng này bỏ đi số 1 thôi, hoặc là địa chỉ này, ở đây nó có hai cái hai nhóm bốn số 0 nè, ở đây ba ba nhóm này, hai nhóm, thì chúng ta cũng chỉ rút gọn được một lần là thằng này thì mình hai dấu hai chấm nha. Còn đối với hai nhóm bốn số 0 này thì ta chỉ bỏ được ba số 0 đầu tiên thôi, ta vẫn giữ nguyên lại một số 0. Và tương tự như thế nha. Và ba số 0 này ta cũng bỏ nó còn là số 2 thôi. Rồi, cách rút gọn thì tương tự như thế. À, điều đó giúp cho chúng ta có thể viết cái địa chỉ IP 6 nó ngắn gọn lại. Từ dạng rút gọn thì sang dạng mở rộng, dạng đầy đủ thì chúng ta làm ngược lại thôi. Nha, đây là dạng rút gọn thì chúng ta làm. Quay về cái dạng mở rộng thì chúng ta làm ngược lại. Không có gì đó phức tạp hết. Rồi. Thông thường nha, khi mà một cái cơ quan công ty á, mà người ta cần địa chỉ IP 6 á, nha, thì người ta sẽ liên hệ với cái nhà cung cấp dịch vụ internet, ví dụ như chúng ta sẽ liên hệ với VNPT chẳng hạn nha, Viettel gì đó, để chúng ta sẽ được cấp địa chỉ nha.
Thì thông thường là cái cấp dữ internet á, thì người ta sẽ cấp cho chúng ta là 48 bit nha. 48 bit. 48 bit này thì cái thằng ISP á, thằng nhà cung cấp dữ internet nó cấp cho chúng ta là 48 bit, tức là ba nhóm thế này nha. Rồi. 16 bit tiếp theo thì chúng ta sẽ tùy ý để lấy từng giá trị nha. Để chúng ta chia mạng con. Nha. Như thế là một cái subnet ở trong IP6 thì nó có cái độ dài là 46 bit, bao gồm là 48 bit đầu tiên á, là được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ internet. Nha. 16 bit tiếp theo thì cái người quản trị mạng ở cơ quan công ty á, thì người ta sẽ lấy từng giá trị ra để ta chia mạng con. Như thế là trong cơ quan công ty chúng ta thì có tổng cộng là 216 mạng con, thì con số khá là lớn. 65.000 mạng con thì cũng đủ rồi. Rồi 64 bit còn lại nha. 64 bit còn lại thì chúng ta sẽ dùng để đặt cho các cái thiết bị trong một mạng con. Như thế tổng số địa chỉ có thể có trong một mạng con là 264. 264. À. Là số lượng rất là lớn nha, trong một cái mạng con mà 264 địa chỉ thì nó là số rất là khổng lồ. À. Đối với IP6 thì nó cũng có dùng là bao nhiêu bit để làm phần phần mạng nha, bao nhiêu bit phần host thì đó chính là cái niệm refresh. Refresh là cái số bit nha dùng để làm phần mạng. Thì đây chúng ta có cái cách viết giống như 64 thôi, là 64 có nghĩa là trong 128 bit này nè, trong 128 bit này thì 64 bit đầu tiên là phần mạng. Như thế thì ta tìm ra địa chỉ mạng bằng cách là gì? Ta giữ nguyên 64 bit đầu tiên, còn tất cả những bit còn lại ta đưa về không. Cách làm nó cũng giống như 64 thôi. Ví dụ ta có cái địa chỉ là 172 16 30 không 123, refresh là 24 bit không? Như thế thì lúc này ta suy ra được cái địa chỉ mạng là nhiêu, là ta giữ nguyên 24 bit đầu tiên nè không, còn 8 bit còn lại là ta đưa về không. Thì cái cách làm của cái địa chỉ IP 6 cũng y chang vậy thôi. Như trong trường hợp này đây là một cái địa chỉ IP thì yêu cầu chúng ta tìm cái key prefix, cái địa chỉ mạng của địa chỉ IP này đó. Ở đây là nó dùng 64 bit vâng, 64 bit thì ta giữ nguyên 64 bit đầu tiên, 64 bit đầu tiên là ở đây nha. Rồi sau đó thì tất cả cái bit còn lại là không hết nha. Thì tất cả cái bit còn lại là không hết thì nó thành hai dấu hai chấm nha. Rồi lúc này thì ta rút gọn nè, rồi rút gọn nha, thì nó thành là đây là cái prefix, tức là cái địa chỉ mạng của cái địa chỉ IP6 này. Thì đối với IP6 thì nó do là nó gom lại mỗi cụm là 16 bit thế này. Nên nếu trường hợp bạn nào mạng chúng ta là mỗi có 16 thì tính toán rất là dễ. Nhưng mà nó lẻ lẻ thì cũng hơi bất công. Và thậm chí là nó lẻ theo mỗi có 4 vẫn còn dễ tính. Ví dụ đây là cái địa chỉ IP. Đúng không? Và cái mặt nạ mạng á, là 56 bit. Tức là ta giữ nguyên 56 bit đầu tiên. Còn lại là ta đưa về 0. Thì đây là 16 bit nè, 32 bit là 48 bit nè. 56 bit là cần thêm 8 bit nữa. Đây là 4 bit. 4 bit nó là đủ 56 bit thì ta giữ nguyên từ đầu tới đây. Đúng không? Phần sau là đưa gì không hết nha. Phần sau đưa gì không hết thì phần sau là đưa gì không hết thì tới đây là nó không hết thì nó sẽ thành là hai dấu hai chấm ở đây nha. Còn này thì bỏ đi hai số không, mỗi số không về 2100 thì đây chắc phải giữ nguyên thôi, không có được bỏ được nha. Không được bỏ được, nhưng mà nó là biết không thôi. Nhưng mà cái chỗ này là cuộc đời nó không vui vẻ nè. Ở đây ta dùng prefix là 93 bit đầu tiên. Nó không gọi là bộ, không phải là bộ của bố thì nó khá là phức tạp.
Bây giờ là chúng ta cứ giữ nguyên 93 bit đầu tiên thôi, từ đây tới đây là 980 bit nè, đúng không? 84 bit nè, 88 bit nè, 92 bit nè. Nha. 92 bit như thế là tiếp theo là chữ B là số 11. Số 11 nó đổi là nhị phân nó là gì? 100. Nha. 100. 100 thì chúng ta sẽ loại B là 11 hay là 1001 nha. 1001. 11 mà 8 21 nha, là 11. Thì ta giữ nguyên tiếp theo là bit 1 là vẫn là 1 nè. Rồi tất cả bit sau nó đổi về không nên nó sẽ thành là 100. 100 nó chính là số 8. Nha, số 8 nên nó lúc này nó thành là 0178. Chỗ này nè. Là 0178. Và phần sau nó đưa về không hết. Phần sau đưa về không hết thì lúc này nó sẽ rút gọn lại thành hai dấu hai chấm nha. Còn 0178 thì ta bỏ đi số 0 ban đầu thì nó còn là 178. Lúc này đây là chính là cái refresh của cái việc JB trên. Nói chung khi mà nó để lẻ thế này thì khá là khó tính, nhưng thực tế đây là tính cho vui thôi. Còn hiện nay thì đa số là ta dùng prefix là 64 bit, ít ai mà dùng lẻ lẻ. Rồi cái bảng này thì nếu các chị rảnh thì có thể coi cái bảng này như cách nó tính ra thế nào nó ra được cái này ha. Rồi thì để cấu hình địa chỉ IP6 đó thì ta nhớ là hồi nãy ha, là địa chỉ IP6 chúng ta là nó sẽ có là 128 bit, thì trong đó 48 bit đầu tiên là sẽ do cái nhà cung cấp dịch vụ internet cấp cho chúng ta. 16 bit tiếp theo thì chúng ta dùng để chia mạng con, và 64 tiếp theo là dùng để đặt địa chỉ IP cho các thiết bị trong một mạng con đó. Thì đây nha, chúng ta sẽ có là ba mạng con. Ba mạng con thì tất cả ba mạng con đó thì cái 48 bit đầu tiên nó sẽ giống nhau hết là 0DB8 và 4 số 0 nha. Ở đây thì cách này cách viết rất gọn thôi gọn ở trên đây nó gọn lại nè. Rồi tiếp theo là 16 bit thì ở đây chúng ta có ba cái mạng con này nên người ta lấy lần lượt lý trị là 0001, nghe không đọc đều giống nhau 002 để làm chia mạng con. Như thế ba cái mạng con này thì lần lượt là nó sẽ có ba cái giá trị, địa chỉ là thế này 00001002 nha, đúng nha. Ở đây người ta bỏ đi ba số không đầu tiên sẽ thành ngắn gọn thế này. Rồi ở đây ta có ba cặp mạng thì cả ba cái này thì nó đều lấy cái địa chỉ số 1 là địa chỉ đầu tiên để đặt cho cái cặp mạng ba cặp mạng của ba nhánh mạng này nha, ba cặp mạng của router đó nằm trên ba nhánh mạng. Tất nhiên thí dụ như ta có một cái máy tính nữa phải không, nói vô thế này cái suýt thì thế này thì ta có là tặng là hai nha, này hai ba cứ tự lên thôi, bao nhiêu thiết bị ta lấy cho lên bao nhiêu. Rồi cái việc cấu hình địa chỉ IP6 thì giống như IP4 thôi, thay vì ta dùng là IP address là IPv6 address nha. Rồi chúng ta nhập vô cái địa chỉ IP cùng theo cái prefix nha. Ta sẽ viết ngắn gọn còn là viết dạng dài dòng thế này, dạng đầy đủ như thế này. Rồi đó là 26. Câu trắc nghiệm đúng không? Ở đây yêu cầu chúng ta là tìm ra ba cái địa chỉ IP
Đúng, ở đây ta có là 6 cái gì, 6 cái dãy số đúng không? Yêu cầu chúng ta tìm ra là 3 thành là địa chỉ IP phù hợp. Giờ mình loại bỏ những câu không đúng thôi. Chẳng hạn như câu F này là sao nó không đúng. Hello. Chị là trả lời giùm tôi coi tại sao F này không đúng. Mình thích không? Tại sao số F nó không phải là một địa chỉ IP6 các bạn? Các chị. Hello. Tại sao? IP6 thì ta rút gọn nhiều số 0 liên tiếp nhau đó. Nhiều dãy số 0 liên tiếp nhau thì rút gọn được một lần ha. Đây rút gọn hai lần thế là sai. Ở trong một cái địa chỉ IP6 thì nếu có rút gọn thì một lần thôi, nghĩa là cái hai dấu hai chấm liên tiếp nhau thế này thì chỉ một lần thôi. Hai lần thế này là không phải. Câu nào sai nữa chị? Câu C sao sai? Câu C sao sai? IP6 thì viết theo dạng hệ 16 không? Hệ 16 nên cái chữ G không có ha, tại F là hết rồi, chữ G là không có. Nên là sai. Nào sai nữa? Này sai phải không? Tại sao sai? Hello. IP6 thì sao? Chỉ có 8 nhóm thôi ha. Ở đây là nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 nhóm nên là không phải là IP6. Cũng cái kia là đúng rồi đấy. Nha. Rồi anh chị có thể tự tự làm những câu còn lại ha. Tới đây anh chị có câu hỏi gì không ạ? Hello. Rồi không hỏi thì ta đi tiếp cái phần này nha. Tiếp theo thì ta có một cái kỹ thuật để cấp IP6 một cách nhanh chóng, đó là kỹ thuật là EUI64. Thì hồi nãy chúng ta nhớ ha, là để cấp, để định địa chỉ IP6 cho các thiết bị á, thì 48 bit đầu tiên á, là được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ mạng nè. 16 bit tiếp theo á là sẽ được dùng để chia mạng con. Còn 64 tiếp bit còn lại thì chính là chúng ta sẽ lấy từng cái địa chỉ ra, từng giá trị ra để chúng ta cấp cho các thiết bị trong nhánh mạng. Thì ví dụ ta lấy từ 1, 0, 2, 3, 4 ha. Cứ như thế cho tới 264 địa chỉ. Tuy nhiên thì có một cách cấp khác, và thay vì chúng ta đánh thủ công như thế thì người ta có thể tận dụng cái địa chỉ MAC. Địa chỉ MAC, cái địa chỉ MAC thì nó là cái độ dài là 48 bit, và mỗi cái card mạng á, là nó có địa chỉ MAC duy nhất.
không có chuyện là hai cặp mạng trùng vị trí mát. Do đó thì sao? À, chúng ta có thể lấy 48 bit của địa chỉ MAC để người ta dùng cái phần host cho cái địa chỉ IP bộ 6 nha. Tuy nhiên thì địa chỉ, cái phần host này tới 64 bit là mà này có 48 bit nè. Thì người ta đầu tiên là người ta sẽ vô đây có một cái địa chỉ MAC là 48 bit thì người ta sẽ tách đôi ra và người ta chen vào 16 bit không? 48 cộng 16 thì là 64 nha. Thì 16 bit đó thì người ta viết là ở dạng cố định, giá trị nó cố định là FFFE nha. Thì người ta chia đôi ra thế này và chuyển FFFE vô nha. Rồi bước thứ ba là ta, người ta sẽ đổi cái bit số 7 của cái giá trị này nè. Nếu là 0 thì chúng ta đổi thành 1 nha. Nếu là 1 thì đổi thành 0 nha. Thì đây cái bit số 7 là chắc chắn nó nằm ở con hệ 16 thứ 2 đó, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là số 1 đó là gì? Là 4 bit rồi, ta giữ nguyên nha. Số 2 là 0010 nha, 0010. Thì bit số 7 là chính là số 1 này, nó đang là 1 thì đổi về 0 thì nó sẽ thành 000, 000 thì cái số này nó trở thành là số 0. Nha, số 0. Nha. Và người ta sẽ lấy 464 bit này nè. Đấy, người ta sẽ làm phần host cho cái địa chỉ IP 6 mà trên các mạng đó. Khi được EUI 64 trải qua đó là một phương pháp để chúng ta convert cái địa chỉ MAC nha. Từ 48 bit trở thành 64 bit. À, 64 bit. Nó chạy vào 3 bước thế này. Ta lấy 64 bit này ta làm phần host của cái địa chỉ IP 6. Ví dụ ở đây chúng ta có địa chỉ MAC là thế này, không? Thì ta đổi này, sang từ là tương ứng này. Đầu tiên là ví dụ địa chỉ IP, địa chỉ MAC này, không? Thì ta tách đôi ra, rồi ta thêm vô là FFFE. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đổi bit số 7. Bit số 7 đã nằm trong con số 8 này nè. 8 chính là gì? 100, không? 100. Bit số 7 chính là bit này. 567. Ta đổi thành 1. 1010 chính là 10, 10 chính là chữ A nha. Chẳng hạn địa chỉ MAC này nha. Chúng ta cũng tách đôi, chúng ta thêm FFFE vô. Bit số 7 là nằm ngay số 0 này nè. 0 là 4 số 0. Ta đổi bit số 7 lên bit là 1, lên thành 2. Nên số 0 này sẽ là số 2 nha. Cứ như vậy nha. Cứ như vậy thì chúng ta sẽ chuyển địa chỉ MAC 48 bit thành EUI 64 bit và ta dùng nó để là phần host cho cái địa chỉ IP 6 của cái cạc mạng của chúng ta. Nó lúc này khi mà chúng ta cấu hình địa chỉ IP cho một cái cạc mạng nào đó, ví dụ như cái cạc mạng 01 này của router R1 đó, thì thay vì chúng ta làm thủ công biết đầy đủ 128 bit giống chúng ta làm ở cái phần slide nãy, thì ở đây ta dùng cái kỹ thuật EUI 64 để tự động là nó sẽ lấy cái địa chỉ MAC của các mạng và nó sinh ra là 64 bit sau. Đó là phần host cho các mạng, cho cái địa chỉ IP của các mạng. Rồi, phần tiếp theo thì nó nói về một số địa chỉ IP 6 ha. Thì từ tới chúng ta học tiếp tục. Nhiệm vụ của anh chị trong từ tới là anh chị hoàn thành cái bài thực hành 3 ha. Để từ tới nữa thì chúng ta sẽ qua bài thực hành 4. Rồi, anh chị có câu hỏi gì không ạ? Anh chị nào mà vấn đề thực hành mình nó có sự cố đó, anh chị chụp lại cái chỗ mà mình lỗi á, chỗ mà anh chị làm á bị lỗi á nha, chứ đừng có chụp trên cái màn hình video của người ta. Chị làm sao tới chỗ nào bị lỗi đó anh chị chụp
chỗ chị làm trên máy chị bị lỗi, là chị gửi qua email tôi thì tôi sẽ trả lời cho chị cho dễ ha. Hoặc là anh chị, và chị phải làm cho chứ làm sao chứ không thể nào mà mình mô tả bệnh từ xa khó lắm ha. Rồi mọi người có câu hỏi không ạ? À, giờ thầy gửi lớp 4 trước được không thầy? Được lớp 4 trước hả? Muốn làm trước hả? Lớp 4 thì cũng thật ra thì nó có rồi, muốn làm thì gửi thôi. Tại vì có một phần ta cũng có thể làm được. Anh nếu chị muốn thì tôi gửi thôi. Tại vì gửi nhiều quá sợ anh chị bị sốc thôi chứ. Gửi trước hả? Gửi trước rồi sợ là không chịu phải gì kêu gửi trước. Bà thực hành ba mới có bố anh chị làm hả? Nha, bố anh chị làm thôi thì tôi cứ gửi thôi, rồi từ từ bài thực hành 4 à, tôi tạo luôn bài thực hành 4 cho chị. Rồi tôi đã tạo cái bài thực hành 4 rồi. Bài thực hành 4 thì nó có hai phần nha. Là ba câu đầu á là nó nói về IP6 nha. MP6 thì anh chị làm hiện nay là anh chị làm được câu 1 và câu 2 đó.
Câu 3 thì nó cũng đơn giản thôi, nó cũng giống, thật ra chị không cần nghe lý thuyết chị làm vẫn được nha. Còn câu 4 thì nói về mạng không dây, thì ta có một câu thì từ tới thì chúng ta sau khi ta học về mạng không dây thì chị có thể bắt tay vô làm câu 4 này. Chị nào có thể làm xong bài thực hành 3 rồi đó thì mình có thể bắt tay vào làm bài thực hành 4 ha. Tuần tới thì chúng ta sẽ nói xong cái phần về thiết kế cài đặt mạng phần CCNA nha. Rồi sau đó thì ta nói nhanh chóng về lập trình mạng, nó ngắn gọn thôi. Rồi sau đó thì ta có hai cái bài tập là bài 4 và bài 5 và bài 6 về phần lập trình mạng, thì ta lấy điểm. Cái câu này hỏi hay đấy. Anh Hải Nghĩa mới hỏi đấy. Câu này thôi thằng sẵn là anh Nghĩa hỏi thì có cần tôi giải thích này không, phải phải cái kia. Một địa chỉ IP 6 có thể là xem là public hay không. IP 6 thì nó cũng giống IP 4 đó anh, nó sẽ chia làm public và private giống như IP 4. Nha. Nó cũng giống như IP4 là có một số cách nha. Một số thì cái IP6 là nó là private nha, còn một số cứ IP6 nó là public. Trong trường hợp mà chúng ta cái địa chỉ IP6 mà cái phần 48 bit đầu tiên á do cái nhà mạng cấp á thì nó chính là IP public đó. Nha. Thì trong cái slide nãy ta dừng tới cái chỗ giữa chừng nè. Thì ở trong IP6 nó không gọi là IP public nha, mà gọi nó gọi là Local Unicast Address. Thì cái chữ Local này nó cũng tương đương với public IP4. Rồi IP6 nó có chữ là Unique Local, thì cái thuật ngữ Unique Local này thì nó là tương đương với Private IP ở trong IP4. Thôi cái phần này thì để từ sau mình nói nó cụ thể hơn nha. Bây giờ thì mọi người chắc cũng mệt rồi, tới đó tới đây được thôi. Môn này thì nói nhiều quá thì nó cũng cũng khó để tiếp thu, từ sau thì tôi nói kỹ hơn chuyện này. Vậy thì trên Nghĩa ha mọi người, nếu không có câu hỏi gì nữa thì mình stop ở đây ha. Rồi từ sau gặp lại, bye bye. Ừ.